Đây là lãnh địa của Mahito nha, không phải của mình. Đây là lệnh tăng level nha. Còn đây là lệnh tăng chủ lực nha. Giờ để có được lãnh địa của Mahito thì các bạn phải tiêu một lượng chủ lực nha. Thì cách này chỉ để tham khảo thôi nha. Do là phần tiêu chủ lực rất lâu nên mình xin phép được tua qua nha. 20 minutes later. Rồi thì bây giờ mình đã có được lãnh địa của Mahito rồi nha. Lúc đầu lượng chú lực của mình là 104.000, bây giờ còn 81.000, vậy là mình đã tiêu 23.000 chú lực để có được lãnh địa nha. Lưu ý, cách này chỉ để tham khảo thôi nha. Như vậy là mình đã có lãnh địa của Mahito rồi nha. I'm gonna go.